Nhà thông minh hiện đang là xu hướng công nghệ của kỷ nguyên Internet kết nối vạn vật. Theo các chuyên gia dự đoán, đây sẽ là xu hướng tất yếu của tương lai. Tại Việt Nam, xu hướng nhà thông minh cũng đang dần trở nên phổ biến trong các công trình kiến trúc. Không chỉ những ngôi nhà lớn hiện đại, mà ngay cả những căn hộ nhỏ cũng có nhu cầu lắp đặt từng giải pháp riêng lẻ. Bởi bên cạnh sự tiện ích, nó còn đáp ứng được nhiều nhu cầu sống xanh an toàn và tiết kiệm năng lượng. Em Phạm Quỳnh Trang còn khá trẻ, mới bắt đầu đi làm chưa lâu, nhưng đã lựa chọn cho căn hộ nhỏ của mình một số thiết bị thông minh. Lý do của em đơn giản là giảm thiểu sức lao động sau những áp lực của công việc hàng ngày. Smartphone trong tay thì em có thể sử dụng và điều khiển hầu như là toàn bộ các cái thiết bị trong ngôi nhà của mình, từ đèn này cho đến tivi và cũng như là cái điều hòa. Và cái điều này thì giúp cho em tiết kiệm thời gian rất là nhiều, bởi vì em không cần phải đi khắp nơi để tắt từng cái thiết bị điện trong nhà, hay là phải về đến nhà rồi mới bật được điều hòa, hay là về đến nhà mới bật được bình nóng lạnh. Tất cả những điều đấy em có thể đều làm từ xa thông qua Internet. Em cũng có thể tiết kiệm được điện. Em đi đâu em cũng hay quên tắt đèn. Tuy nhiên là từ lúc cái sử dụng cái thiết bị thông minh, ví dụ là vào phòng vệ sinh thì nó mới bật đèn và đi ra thì nó sẽ tự động tắt. Có thể là tiết kiệm được đến tầm khoảng 20-30%, thì em thấy đây là một điều khá là tuyệt vời. Còn với bà Nguyễn Thị Hằng thì lại khác. Bà không biết về hệ thống AI, không biết điều khiển bằng điện thoại smartphone. Đơn giản, bà sử dụng bảng điều khiển để điều chỉnh ánh sáng. Mục đích là tiết kiệm điện năng. Với việc đầu tư hệ thống đèn LED tiết kiệm điện cùng với việc sử dụng bảng điều khiển bật tắt hợp lý, gia đình bà đã tiết kiệm được 30% tiền điện hàng tháng so với trước đây. Nó tạo cho tôi được cái thời gian là không phải đi lại đến chỗ tắt điện, mà tôi chỉ tự đứng đây để tôi bấm là được hết. Đi đâu mình cầm đi cũng được. Tối thì cho sáng lên thì được ngay. Và dùng robot này thì tôi rất là thấy thuận tiện. Thì là tôi ở phòng khách thì có thể tôi tắt được các phòng ngủ của các con, các cháu hoặc là phòng bếp. Mẹ cậu ơi, học bài. Cuộc sống xanh đang là xu thế của người dân khi điều kiện kinh tế ngày một tốt lên. Và nhà thông minh là một trong những tiêu chí đó. Giải phóng sức lao động khi về nhà, thư giãn sau những giờ làm việc hay bổ trợ những kiến thức là mong muốn của nhiều người. Các giải pháp nhà thông minh hướng tới những nhu cầu đó. Hệ thống thông minh ấy, thì nó mang đến cho tôi cũng như gia đình tôi một cái trải nghiệm rất là mới, rất là hay, rất là thú vị. Nó phù hợp với cả cái thời kỳ Internet hiện tại thì mình chỉ mới dùng hệ thống ánh sáng, đèn và điều hòa kiểm soát được cái việc sử dụng điện của mình. Ví dụ như là có thể bật tắt, có khi bị quên, tránh bị quên, hoặc là các cái tầng nhiều khi mình không thể nào mà mình đi từng tầng để mà kiểm tra hết được. Hoặc là nhiều khi mình ở ngoài chẳng hạn mà mình có thể kiểm tra cái hệ thống điện ở nhà nó đang hoạt động như thế nào. Khi mà kịch bản thành công. Robot thông minh không chỉ xử lý những thiết bị tiện ích trong nhà, mà nó còn hỗ trợ kiến thức, giải trí cho mỗi thành viên trong nhà. Chính từ sự lý thú đó đã hình thành nên trong em nhỏ như Bảo những thói quen tích cực, sử dụng khi cần thiết và tiết kiệm điện năng. Thì con sẽ dùng cái con robot này là dùng để bật nhạc hoặc là tính toán. Con sẽ gọi là Maika ơi, sau đấy là bà mua là bảo bật đèn hoặc là học bài thì nó sẽ tự bật đèn của con ạ. Không phải đi lại lại mất nhiều công sức hoặc tốn thời gian hơn. Từ cái thú vị thì các bạn ấy sẽ nhớ hơn cái việc là tiết kiệm điện. Ví dụ khi ra khỏi phòng thì chỉ cần có sự tương tác với cả cái bạn robot thì là có thể điều khiển được tắt bật. Theo thống kê của trang web cũng như là hiệp hội rất nổi tiếng là Statista là dự đoán hết 2024 thì thị trường về smart home ở Việt Nam đạt là hơn 328 triệu đô và tăng trưởng là khoảng hơn 19%.
Thì có thể thấy đây là một cái xu hướng tất yếu cũng như là cái nhu cầu của người dân đối với sử dụng các cái sản phẩm cũng như là giải pháp về smart home. Những giải pháp cho ngôi nhà thông minh này là Smart Home Rari Smart thế hệ thứ 2 thuộc hệ sinh thái sản phẩm 4.0 của công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, dựa trên công nghệ lõi là chiếu sáng thông minh và IoT. Công ty đưa ra nhiều giải pháp nhằm đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng công nghệ. Chỉ với thao tác đơn giản qua một câu lệnh, điện thoại thông minh, máy tính bảng, bảng điều khiển, remote cầm tay là có thể điều khiển các thiết bị trong gia đình được tích hợp như điều khiển cường độ ánh sáng, tắt bật đèn, mở TV, chỉnh nhiệt độ điều hòa thay vì phải đến từng vị trí công tắc. Với thế mạnh về chiếu sáng nhà thông minh Smart Home, Rari Smart sử dụng đèn LED với giải pháp chiếu sáng nhân tạo thông minh, có thể thay đổi phổ ánh sáng, màu sắc ánh sáng, cường độ chiếu sáng, mô phỏng theo ánh sáng thiên nhiên trong ngày hay theo các mùa, đồng thời cũng có thể xây dựng các kịch bản theo tùy biến cảm xúc và tâm trạng của người sử dụng. Những ưu điểm này giúp hạn chế áp lực ánh sáng lên đôi mắt, nâng cao chất lượng cuộc sống, cân bằng nhịp sinh học của cơ thể và tiết kiệm điện năng. Ở Rạng Đông thì phát triển có công nghệ lõi là chiếu sáng và IoT. Thế ngoài ra thì cùng với cái xu hướng phát triển của thế giới thì chúng tôi đã ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ về AI vào các cái ngôi nhà thông minh, và cụ thể là các cái AI cho việc là điều khiển các thiết bị bằng cử chỉ hoặc là nhận diện khuôn mặt, hoặc là có thể là cảnh báo cháy trong nhà cũng thông qua các cái camera an ninh. Thay vì là sử dụng điều khiển bật tắt bằng tay thì người dùng có thể sử dụng các cái bảng điều khiển hoặc là điện thoại di động để điều khiển, thì cũng đáp ứng thêm các cái lợi ích khác như là tiết kiệm năng lượng. Tại vì là bản chất của các cái giải pháp về smart home là giúp con người thì có thể là bật tắt và sử dụng các thiết bị điện mà tại những không gian sống cần thiết. Việc sử dụng công nghệ trong cuộc sống hàng ngày không chỉ mang lại sự tiện nghi mà nó còn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ an ninh an toàn trong gia đình. Tính năng an toàn trong ngôi nhà thông minh được xử lý đồng bộ giữa các thiết bị như báo động, báo cháy, cảm biến người, chuông cửa, đèn thông minh, tạo nên giải pháp tối ưu trong việc bảo vệ ngôi nhà với tính bảo mật cao. An toàn đây tức là gì? Là sẽ có những hệ thống về cảm biến, hệ thống về camera có thể giám sát được các cái không gian sống, và cũng như là có các cái cảm biến về môi trường để giám sát các cái nồng độ về bụi mịn, nồng độ về khí độc hại CO2. Thông qua các cái cảm biến, thông qua các cái hệ thống gửi tin nhắn đến các số điện thoại người dùng và đến app trên di động để cảnh báo khi có sự cố xảy ra trong gia đình. Thế ngoài ra thì các thiết bị báo cháy sẽ cùng kết hợp với các thiết bị khác trong nhà để tạo ra các kịch bản để khuyến nghị, để cảnh báo sớm cho người dùng khi mà có sự cố hỏa hoạn xảy ra. Nó không chỉ là những sản phẩm đơn lẻ mà là những sản phẩm được tích hợp thành hệ thống, được tích hợp thành giải pháp. Có nghĩa là những cái sản phẩm ấy nó mang lại ra cái giá trị mới cho cộng đồng, cho người tiêu dùng, và những sản phẩm đó nó mang lại những cái giá trị xanh, nó mang lại một cái cuộc sống xanh cho xã hội. Tức là phát triển một cái nền kinh tế mà sử dụng năng lượng một cách có hiệu quả. Đầu tư tài chính cho một ngôi nhà thông minh là không có giới hạn, bởi nhu cầu của mỗi người sử dụng luôn khác nhau. Trên thị trường cũng rất đa dạng các thiết bị đáp ứng cho những yêu cầu này. Là một doanh nghiệp trong nước đi sau xu thế nhà thông minh trên thế giới, để cạnh tranh, Rạng Đông lựa chọn hướng đi là hợp tác với những đơn vị uy tín để cùng nghiên cứu, thiết kế các giải pháp ứng dụng những tiến bộ khoa học mới tích hợp vào nhà thông minh. Cùng với đó, công ty đầu tư dây chuyền thiết bị tiên tiến tự động hóa, cơ giới hóa trong sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm. Định hướng của công ty là đáp ứng mọi nhu cầu từ thiết kế từng phần riêng lẻ hoặc có thể tích hợp nhiều tính năng. Tuy nhiên, dù ở mức độ nào, công ty luôn tính đến khả năng mở rộng, sự nâng cấp, đồng bộ để người dùng không phải thay thế thiết bị khi muốn thay đổi. Chúng tôi là thực hiện cái chủ trương Made in Việt Nam nên toàn bộ các cái sản phẩm chúng tôi đưa ra thị trường
thì đều được nghiên cứu, đều được thiết kế và đều được sản xuất trên các dây chuyền NFT đặt tại Giảng Đông. Vì thế nên các cái chi phí về mặt sản phẩm tối ưu và tiết kiệm nhất, và chúng tôi luôn luôn đặt cái nhu cầu cũng như là cái mong muốn sử dụng các cái thiết bị điện thông minh của người dân đối với giá thành phù hợp lên hàng đầu, cũng như là đảm bảo chất lượng tốt nhất. Giảng Đông rất chú ý lắng nghe cái phản hồi của khách hàng để Giảng Đông có thể điều chỉnh lại cái sản xuất của mình, cũng như là trao đổi và giúp cho Giảng Đông có những cái nguồn công nghệ mới, kể cả trong nước và nước ngoài, để có thể phát triển doanh nghiệp của mình. Nhà thông minh đang ngày càng phổ biến bởi những tiện ích về tính thẩm mỹ, tính tự động hóa, an toàn, tiện lợi, điều khiển dễ dàng. Nhưng quan trọng hơn cả là nó đáp ứng được chất lượng cuộc sống, nâng tầm cuộc sống. Nắm bắt xu thế, nhiều doanh nghiệp Việt, trong đó có Giảng Đông, đang nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, ngày một nâng cao hơn nữa các tính năng ứng dụng, nhiều hơn những tiện ích để đáp ứng nhu cầu của xã hội, đồng thời có giá thành hợp lý để nhiều người dân Việt Nam được thụ hưởng những tiến bộ của khoa học.